quý vị và các bạn, sáng nay tại khu di tích nhà lưu niệm Bác Hồ, tỉnh đoàn Hưng Yên đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Bác, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức đã ôn lại kỷ niệm 10 lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên, đặc biệt sự quan tâm của người đối với thế hệ trẻ Việt Nam, từ đó thắp lên ngọn lửa yêu nước, khát vọng cống hiến của các đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã khen thưởng 23 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác của tỉnh Hưng Yên, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 cho 11 thí sinh tham gia với tổng giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.